Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại mình đang neo đậu xà lan ở tại Mâu Cá Kiến Sương các bạn ơi. Cho nên mình làm một cái clip review cho các bạn xem, ủng hộ giùm mình cho vui nha. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn cùng nghề sông nước đào thiền cũng như ngoài nghề nha. Thì hiện tại có một chiếc xà lan chở cát mặt bằng đang được một chiếc tàu kéo tàu ủi đẩy qua nè các bạn. Hiện tại thì xà lan neo đậu cũng muốn bít con sông hết trơn rồi các bạn ơi. Hôm nay xà lan neo đậu khá là đông nữa các bạn. Chiếc tàu ủi này thì được đóng bằng gỗ này các bạn. Đang chạy ngang qua xà lan mình, mũi xà lan của mình. Chiếc mặt bằng này chở cát cũng khá là lớn nè các bạn. Đó. Chiếc tàu này thì cái tên để Trường Duyên nha các bạn. Ở phía trước màn hình của chúng ta thì cũng có một chiếc mặt bằng đang neo đậu nằm chờ tài nhận cát các bạn. Xà lan kiểu dáng một cabin. Ở đây thì đa dạng xà lan nha các bạn. Còn phía trước nữa thì kiểu dáng hai cabin nữa các bạn. Phía trước màn hình của chúng ta thì xà lan neo đậu khá là đông đó các bạn. Tại vì xà lan mình đậu là nằm ở phía cùng, phía dưới rồi các bạn. Chứ còn phía trước màn hình chạy dài lên thì xà lan đậu đông lắm các bạn. Bên này thì có một chiếc xà lan kiểu dáng một cabin đang chở cát chạy xuống nè các bạn. Ở góc bên đây thì cũng có một chiếc xà lan kiểu dáng hai cabin. Nhìn xà lan mà neo đậu đông thấy ham luôn các bạn, như bánh canh. Ở trong bờ thì cũng xà lan đậu đông lắm các bạn. Còn chiếc xà lan kiểu dáng một cabin này thì chạy phía sau lái xà lan của mình các bạn. Xà lan này thì chở cát cũng đẹp lắm các bạn, cát đo vàng. Còn phía trước màn hình của chúng ta thì cũng có một chiếc sáng hút cát đáy sông xả tràn đấy các bạn. Chiếc xà lan chở cát một cabin này thì khoảng 1.000 tấn trên đó các bạn. Như các bạn thấy nó có một cái ống càng tôm đưa ra khá là dài đó các bạn. Thì khi sáng mà hút cát thì người ta có những cái tờ bá lan được liên kết với cọng dây cáp, hạ cái càng tôm nó xuống đáy sông, rồi ở trên có trang bị một cái dàn máy bơm cát các bạn, người ta sẽ rút cát lên. Và ở trên nóc cabin của cái sáng hút cát thì có cái máng đó các bạn nhìn thấy cái máng cao được liên kết kéo cho trên đó, thì có một cái ống bơm cát sẽ bơm lên cái máng đó, rồi cái máng đó sẽ xả xuống xà lan các bạn này, xà lan sẽ cập vào cái sáng. Chiếc sáng này thì đóng kiểu dáng cũng khá là đẹp nè các bạn. Càng tôm thì khá là dài mà cũng khá là bự luôn các bạn.
Clip video của mình đến đây xin kết thúc tạm dừng. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem ủng hộ giùm mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại sau nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video ủng hộ giùm mình nhé.